Kính thưa quý vị khán giả trên kênh YouTube của Lê Văn Thiện, ngồi trước mặt của Lê Văn Thiện là bác Ba Trâu, cụ ông buôn hột sòn Cẩm Thạch, bán sạch tài sản làm từ thiện. Phải nói là những ngày qua, bác Ba Trâu đã thật sự là một nhân vật rất là đặc biệt, gây nên cái thiện cảm rất là lớn đối với cộng đồng mạng, nhất là kiều bào ở ngoại, về cái tấm lòng cao cả của bác cũng như vợ chồng anh Hai Phước đã cưu mang cho Hoàng Trọng cũng như những người nghèo khổ ở nơi căn hộ ở nhà mà là bếp cơm từ thiện của bác. Dạ thưa con kính chào bác ạ. Dạ thưa bác. Dạ thưa bác, những ngày qua thì nghe những cái chuyện mà không vui của bác á, thì khán giả của con rất là xúc động, điện thoại liên tục về cho con để hỏi thăm cái tình hình của bác. Thì trời, ngồi trước mặt con đây là một cái dây chuyền nước biển nữa quý vị nè, ngay chỗ mà bác đang ngồi nữa rất là xót xa. Thì chúng ta hãy nghe bác nói về cái tình hình sức khỏe của mình như thế nào mà đến mức mà bác phải vào nước biển như vậy rồi quý vị. Thì lo nhiều rồi phải lo rồi, sức khỏe nó hơi kém rồi, nó bãi quải rồi sợ, rồi vô mấy giờ đạm cho nó khỏe, nó nhẹ nhàng chút xíu đặng có xây chở rồi quyển chuyển, rồi lúc nào dịch bệnh rồi cô bác khó khăn thiếu ăn rồi đói, rồi lúc nào cái vùng dịch đó thì bị gì đó phong tỏ bác, bị phong tỏ rồi phải lo cơm gạo đưa vô, rồi ở ngoài thì ve chai rồi bán vé số xe lăn thiếu ăn, rồi cái phân chia đầu này một món, đầu nọ một món, rồi đang chuẩn bị ra thêm mấy trăm phần nữa đặng chia cho mấy chỗ đặng mà phân phát cho anh chị cô bác để mà có dùng. Thì thật sự ra tôi cũng không tài năng gì, thì cũng của cô bác kẻ ít lòng nhiều, rồi thì tôi có nhiêu thì tôi chia sẻ hết bao nhiêu để mà lo cho anh chị cô bác những người khó khăn cơ nhỏ để mà có điều kiện sống qua cái cơn, qua cái vụ dịch bệnh. Chứ còn thật sự ra tôi cũng không phải tài giỏi gì mà có nhiều số nhiều mà để tôi chia sẻ, thì cũng của cô bác ra gần giúp đỡ bao nhiêu thì tôi của bá tánh thì tôi lo lợi cho bá gia, chứ tôi cũng không sống riêng tư cho tôi. Thì lo nhiều, suy nghĩ nhiều thì hơi sức khỏe nó hơi kém, vừa bãi quải rồi sợ gồng gánh không nổi, vô đạm chích mấy mũi gì bổ máu thêm để cho khỏe vậy, chứ không, cũng không có cái gì cho đáng. Với tôi cô bác anh chị cũng đừng quan tâm tới nhiều, không sao đâu, coi gì không đến đổi. Dạ thưa bác, thì trước cái tình hình mà dịch bệnh, người nghèo đi ra đường là gặp người nghèo rất là nhiều, con đi phát quà con cũng thấy nhiều người rất là tội, thì bác có thể thông tin thêm ngay cái bếp cơm của mình và cũng như là ngay chỗ mà bác đang ngồi đây, những cái người nghèo họ đã liên hệ với bác để nhận cơm miễn phí và gạo mì miễn phí như thế nào, con cũng muốn nghe bác chia sẻ luôn ạ. Nói chung nó thiệt tình là nhiều em ơi, đầu này đầu kia rồi đứng xin hỏi rồi nói chung ra đủ hoàn cảnh khó khăn, rồi từ bếp cơm á thì nói chung ra nghe thì không dám ngưng ngày nào rồi lớp nào nấu đưa vô bệnh viện, rồi lớp nào dân nghèo rồi đưa qua ra quận tâu ra ngoài quận 9 cái khu cách ly, mỗi ngày phải mướn người phải chuyển cơm ra ngoài, cơm nước đồ ăn rồi mấy chỗ như vậy đó chia sẻ đều hết chừng nào mà hết thì thôi. Rồi lo cho anh chị cô bác thì tới đâu hay tới đó, thì mà mình khả năng cỡ chừng nào thì lo cho anh chị chừng nấy, chứ bây giờ mà làm không được á thì tôi nằm tôi khóc, nó thì tôi nguyện làm sao cho có để chia sẻ những cái người khó khăn
những người người ta đang đói khổ, họ điện lại họ khóc, rồi không biết bao nhiêu người nhập viện không tiền. Một em thì bị mổ tim, một người thì ung thư, rồi cũng phải nhờ cậy người này chạy vô bệnh viện đóng tiền cho giùm cho người ta, giúp giùm. Thì ngày qua tới nay hai ca như vậy đó tôi cũng vui lắm. Còn hơn chúng số nữa là tôi cứu được hai người thì tôi cũng hả dạ tôi. Chứ thật sự ra anh chị cô bác mà thương trợ duyên cho tôi á, thì thật sự ra tôi quá quá là cảm ơn với cô bác xa gần để mà chia sẻ cho những người khác nữa. Tôi thật tình là cảm ơn. Dạ, nghe nói bác nói mà con cũng rưng rưng nước mắt, con xúc động. Một cụ ông quên cả bản thân mình, quên cả cái tuổi già sức yếu của mình đi làm giúp cho đời, mà khi nhắc đến những cái hoàn cảnh mà đang khó khăn, nhất là những người nghèo khổ đang thiếu thốn, tình hình dịch bệnh làm ăn khó khăn, không chỉ là những người nghèo trước đây và luôn cả những người từng có cuộc sống cũng không đến nỗi nào, hôm nay cũng phải lâm vào cảnh thiếu thốn. Bởi vì hơn một tháng qua Sài Gòn bị cách ly, không có làm ăn gì được hết cả bác ơi. Đọt nước mắt của bác đã làm con phải nói là vô cùng là xót xa. Con cũng muốn qua, hôm nay con muốn hỏi thăm bác là với những cái tình cảm mà suốt qua một tháng qua thì con chắc biết chắc chắn rằng cái lượng giúp đỡ của người gạo rồi sẽ tăng lên. Vậy thì bác có được cái sự trợ giúp nào để mà bác có kinh phí để bác làm không dạ thưa bác? Thì nó ngay nhiều thì nó không có nhiều, thì cũng có người gạo thóc thì cũng có người vài bao, một bao hai bao á, thì hỗ trợ thì ra có bao nhiêu là tôi ra hết, ra 5 kg 10 kg, rồi mì gói có được bao nhiêu là tôi mua hết, tương trao đồ này kia nọ tôi ra hết, chứ tôi không có để một bao nào gì mà còn nguyên hết, để phân phối rồi chia sẻ ra hết. Rồi bây giờ hỏi địa phương tại chỗ này đó, rồi đi khảo sát hết coi cái chỗ nào khó khăn, chỗ nào thiếu thốn để mà tôi phân chia cho đều, đừng đặng cho hết cái số đó, chứ còn mà để nguyên vẹn ở trong nhà thì tôi không đồng ý. Đó thì bắt đầu ngày mai đó là phân phát ở địa phương một số nữa, có bao nhiêu là tôi làm hết bao nhiêu. Thật sự ra chứ còn tôi chia sẻ trong cái lúc khó khăn dùng dịch bệnh này thì nó thật tình ra quá chừng là tội nghiệp luôn. Anh chị cô bác trông chờ rồi lỡ kêu gọi giờ khó quá, giờ làm không được, tiền bạc không có, rồi đừng nói mua rau củ thôi, 10-20 ngàn cũng không nữa. Bây giờ tôi phải kêu một xe mấy tấn rau để sáng mai phân ra cái chút rồi đặng cho nữa. Chứ bây giờ chợ búa bị ngăn hết, mà muốn mua cọng rau hay là một cái bí, một cái bầu ăn cũng khó khăn nữa. 1-2 ngàn một ký mà bây giờ nó bán 40-50 như vậy á. Thì tôi đang dặn một xe rau củ để chia sẻ thêm nữa cho anh chị cô bác ăn trao tương cũng đỡ, dạ qua ngày cũng đỡ hơn. Bây giờ có 2-3 ngàn một ký mà giờ nó bán 40-50, mà đi ra chợ mua không có. Bây giờ chợ hiện tại chợ Phạm Thế Hiển nè, mấy cái chợ vòng nhỏ nhỏ đây bây giờ muốn đi ra chợ không có vô chợ này mà có bán nữa. Dạ. Thì thấy khổ không? Dạ. Rồi cơm mình có tăng sức lên không bác? Cũng dần bình thường, thêm thì không có thêm thì tao chứ không có bớt. Dạ. Thì bây giờ tại vì phân chia ra đi xa nữa, rồi đặt xuống dưới khỏi cái gì dưới quận 9 mà khỏi khu công nghệ cao ha bác. Dạ. Ở dưới đó bây giờ đang
đang mà cách ly, bị cách ly đó. Thì bây giờ phải vô mỗi ngày 80 phần á, 100 phần á, rồi mướn xe đưa chợ xuống dưới để cho dưới, rồi nói chung ra tùm lum hết á. Rồi cũng không nhớ nổi đâu, bây giờ ai cứ việc cái rồi cứ việc làm để tới đâu hay tới đó đây đó. Thì dặn mấy đứa em thì cứ việc làm, còn thì làm hết thì thôi, tao còn cái gì tao bán, nếu mà cái nhà tao bay cũng còn tốt nữa. Thì nói như vậy chứ tôi còn nói thiệt còn không biết nói làm sao nữa. Tới đâu thì tới, lo cho được nhân sanh, được chúng sanh, được ngày nào thì tôi mừng ngày nấy vậy thôi. Con hiểu rồi. Rất là cảm động với những cái tình cảm mà rất là thiêng liêng và sâu sắc. Thì vợ con của Trọng Súng, con nuôi của bác, cũng hai tuần nay về đây sống rồi, thì có làm cho bác Phật lòng cái gì không, hay là có đỡ đần được cho bác trên cái bước đường làm thiện nguyện của bác hay không ba? Thì nói thật ra nghe thì Trọng Súng á, thì con á, thì nó ở đó, thì tôi thì cái tánh tôi trầm tĩnh lắm, tôi không có vội vàng á, thì cái chuyện gì đầu hôm sớm mai cũng không có được bao nhiêu lâu. Thì bây giờ con á, nó đi làm thì làm, thì sáng nay á thì tôi có kêu con có phụ cái này, thì tiền hôm trước á, cái vụ của ba chú Thiện á đưa cho con thì con không nên lấy, phải là nó đúng. Còn bây giờ con phụ bếp, phụ làm ở đây, thì thợ chánh á trả cô Loan vợ chồng Hải Phước trả thợ chánh 400, thợ phụ á thì 300, con phải lấy. Chứ không phải là con không lấy không được, con phải nhận tiền, tại vì con anh em ai cũng đều hết, thì bao nhiêu người thợ làm. Phật sự ra cũng có một vị Mạnh Thường Quân ở Úc cũng giúp đỡ để mà hỗ trợ cái bếp cơm, thì sửa sang rót gạch cho sạch sẽ đồ này kia đó, thì xúm với nhau làm. Thì sáng này đang lót gạch thì tôi nghe Hải Phước nói là mấy bữa cho Trọng Súng tiền, thằng Trọng Súng không lấy trả lại đó, rồi mới dày la nó người ta sao con vậy. Thì tôi mới kêu nó, con cái này á thì tiền bữa hổm á thì của chú Thiện á, thì con nhận cái đó là con chặt, còn bây giờ con không làm mà con phụ đây thì con phải nhận, chứ con không lấy á, dù con lấy gì con lo cho con rồi lấy gì con sống, người ta sao con vậy, con phải nhận, chứ con không nhận cái đó là không được, cái đó là lợi dụng. Thì nó nói dạ, thì cũng không sao, thì cũng không có chuyện gì, thì tôi thì không đắn, từ từ tôi dạy dỗ hay là rèn luyện. Thì bếp cơm á, thì bữa nay trang sửa sang hay là trang trí thì cũng sạch sẽ, lót gạch từ trong ra ngoài hết, dù hai bên á thì cũng xây lên cao cẩn ấn gạch luôn cho vệ sinh. Dù mai mốt đây á người ta xuống kiểm thì người ta không vỡ trách mình là không an toàn thực phẩm, thì giờ nó ngay tôi cũng mừng. Dạ bác cho cháu hỏi, hồi bữa có chị Mai Tân bên Mỹ mà bác có nhờ chị Yến nào đi gửi cho chị Mai Tân thuốc á, đúng không bác? Có chị Yến bác, nào không bác? Có gửi được hết trơn. Dạ là chị đã tên Yến hết, đúng không bác? Có người nào tên Yến không? Tôi không nhớ tên. Dạ. Mà nói rồi là tôi gửi liền hết. Không, bác có nhờ chị Yến đi gửi giùm không? Có. Dạ là chị Tân, chị muốn trao cho chị Yến số tiền là 733.000, là còn là 750 con trao cho bác. Bác gửi cho chị Yến đó để chị có thêm cái chút xăng cộ nha bác. Đó được. Là từ cái sự trao của chị Tân, chị Mai Tân được. Ở bên nước ngoài. Dạ. Tôi có ấy rồi, tôi cũng có lì kỳ cho họ rồi. Dạ. Thưa bác, bây giờ đây thì trong cái giờ phút này con phải nói là vô cùng hạnh phúc được làm một cái cầu nối rất là hoàn hảo để mà làm cái cánh tay cho bác và Mạnh Hùng Quân cùng chung tay với nhau giúp đỡ người nghèo. Phải nói là con vô cùng tự hào và sung sướng khi con là một trong những kênh YouTube được cái sự thương yêu của khán giả cũng như các Mạnh Hùng Quân tin tưởng để mà nhờ con
chia sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn từ những cái tấm lòng vàng của mọi người. Thì bác ơi, hôm nay con đến thăm bác thì trước cái nghĩa cử quá cao đẹp, quá thiêng liêng, quá cao cả của bác, các mạnh thường quân khắp mọi miền đất nước cũng như kiều bào ở hải ngoại đã dành một cái tình cảm vô cùng đặc biệt khi mà thấy bác với lại vợ chồng của anh Hai Phước giang tay rồi cứu giúp biết bao nhiêu hoàn cảnh, biết bao nhiêu người nghèo mà không có một cái sự so đo tính toán gì cả. Và cái điều đặc biệt nhất là bác đã giang tay cứu gia đình của Hoàng Trọng, cả gia đình 6 người trên xe ba gác trọng súng, cũng như là bác đang cưu mang nhiều hoàn cảnh khác nữa. Thì để không làm mất thời gian của bác cũng như quý vị khán giả, Lê Anh Thiện xin vô cùng hạnh phúc báo tin là cái đợt này quyên góp, mọi người thấy được cái tình cảm của người Sài Gòn đang bị dịch bệnh Covid hoành hành, khổ quá nhiều. Ngoài cái những chuyến xe nghĩa tình mà con với trọng súng cũng được mạnh thường quân giúp đỡ đi tận nơi phát quà, thì nơi cái địa chỉ của bác Ba Chầu cũng là một địa chỉ đáng tin cậy để mà người nghèo lui tới đây, ngoài việc ăn uống gạo mẹ thuốc còn có thuốc để mà chữa bệnh nữa. Cho nên con đã nhận được cái sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, trong đó có một mạnh thường quân ở Mỹ là hỗ trợ cho bác là 5 tấn gạo mà gửi đến 100 triệu luôn, muốn bác là mua 5 tấn gạo với lại những cái vật dụng gì khác nữa để mà giúp đỡ cho người nghèo thuốc nữa. Thì con xin thưa với bác là tổng số tiền con nhận được đợt này để mà con trao tận tay cho bác Ba là 285 triệu. Đây toàn bộ số tiền 285 triệu con xin thầm tâm trao cho bác. Trước khi bác có vài lời thì con cũng xin thông tin luôn một cái tin cũng khá là xúc động, đầy cái tình người trước cái nghĩa cử cao đẹp của bác. Mọi người rất là lo cho sức khỏe của bác, trong đó có gia đình của cô Hà Thị Hoàng ở Mỹ. Cô gửi riêng cho bác $500 với cái tâm niệm của cô là muốn bác dùng cái số tiền này để con hoặc là Minh cháu nội bác chở bác đến tận viện tim để mà khám tim, đừng để cho cái bệnh tim nó hành bác, thì người nghèo khổ sẽ mất cái cơ hội được bác giúp đỡ. Cho nên bác hãy nghe theo lời khuyên của cô Hà Thị Hoàng, cô muốn gửi đến bác cầu nguyện cho hai người con là Quỳnh Thanh Sơn, Quỳnh Thanh Phong, hai người được người con của cô luôn được may mắn. Thì bác nhớ dùng số tiền $500 đó để khám bệnh tim cho bác. Con muốn nghe những cái lời chia sẻ thì của bác ạ. Ngay cô có điện về nói thì nó có gửi cho em Thiện 500, là đó là để cho bác Ba uống thuốc rồi chị bệnh, chứ đừng có bỏ lỡ đánh liều lỡ có gì đó rồi không giúp đỡ cho ai được. Thì cô có nói thì tôi nói không sao. Thì tôi trước nhất là tôi cảm ơn cô, cũng cầu chúc cho gia quyến được nhiều điều may mắn. Chứ còn cái tấm lòng của cô mà quan tâm mà lo lắng cho tới cái bản thân tôi như vậy là cũng hiếm người mà để ý tới, thì tôi cảm ơn cô nhiều. Đó, thì cầu xin mười phương chư Phật cắt đánh thiên liên gia hộ cho gia quyến cô cho được may mắn, được đường đạo đức, được tinh minh sáng suốt, các con các cháu được an cư lạc nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Còn số tiền của tất cả anh chị cô bác xa gần giúp đỡ đây thì tôi xin thưa mồ hôi nước mắt của cô bác chia sẻ thì tôi cố gắng làm sao cho trọn vẹn cái xứng đáng đồng tiền để mà lo cho những cái người khó khăn, bệnh hoạn, nhập viện không tiền hay là hoặc á những gì của thiên hạ cô bác là tôi lo lợi cho bá gia, chứ còn riêng tư với tôi thì tôi không quan tâm tới đâu. Tôi nghĩ tôi hết mình cho chúng sanh thì cũng như lo cho Phật, dù Phật lo lại cho tôi vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh chị cô bác xa gần trong nước và ngoài nước để có tấm lòng thương yêu chia sẻ. Tôi cầu mong cho anh chị cô bác được nhiều điều may mắn, vạn sự bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cũng xin thay mặt tất cả các quý vị khán giả kiều bào ở trong nước cũng như là nước ngoài
luôn chúc cho bác sức khỏe là trên hết. Bác phải khỏe thì người nghèo mới có được nhiều, rất là nhiều cơ hội để mà vượt qua cái khó khăn. Con chúc bác sống lâu trăm tuổi cho bác. Dạ, dạ Lê Thiện cũng thành tâm trân trọng cảm ơn sự thương yêu của các mạnh thường quân đã giúp đỡ số tiền cũng rất là lớn cho bác Ba Trầu trên bước đường thiện nguyện của mình. Xin tạm dừng video đây, hẹn gặp lại trong những video khác. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị ạ.